Kính chào quý khán giả đến với chương trình Việt Bao La do Đài Radio Sài Gòn TV thực hiện. Đến với Việt Bao La để đón xem những câu chuyện thật thú vị và hấp dẫn của đồng hương gốc Việt trong mọi lĩnh vực, từ làm vườn, làm nông đến chăn nuôi, đánh bắt, từ làm neo mở chợ đến kinh doanh sản xuất, cùng gặp gỡ những người lao động chân tay đến lao động trí óc, từ những người bình dân đến những nhà tỷ phú. Tuy nhiên, dù ở bất cứ lĩnh vực nào, ngành nghề nào, họ cũng đều là những người đã biết vượt lên những khó khăn, nghịch cảnh để góp phần vào việc hình thành nên lối sống văn hóa đa dạng tại quốc gia này. Chương trình Việt Bao La được phát sóng trên kênh Lido Sài Gòn TV 56.10, Lido Sài Gòn TV.com, YouTube và Facebook chính thức của Lido Sài Gòn TV. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn xem email của ai đó đã gửi đến cho chị Elizabeth, thì chị cho biết máy tính giữ file đó đã bị hư, nên chị chỉ còn những bản copy được chụp lại dưới dạng hình ảnh. Theo hình mà chị Elizabeth gửi cho chúng tôi, thì email được gửi ra từ một người có tên là Lan Châu, nhưng địa chỉ email đã bị bôi xóa. Email này cho biết đây chính là những tin nhắn hẹn hò và hình ảnh set của sư cô Thích Nữ Tịnh Nhân và hai sư thầy Thích Đạo Quảng và sư thầy Thích Khánh Nhân. Kèm theo đó là hình của ba phao ghi tên sư cô Thích Nữ Tịnh Nhân, sư thầy Thích Đạo Quảng và sư thầy Thích Khánh Nhân. Những hình ảnh được cho là tin nhắn của thầy Khánh Nhân thì chị Elizabeth không muốn đưa ra công chúng vì cho rằng thầy đã rời chùa, dù rằng đó cũng là những tin nhắn không hề có tên người hay ký hiệu của người gửi. Những tấm hình mà cô Elizabeth cho là được in ra từ file của sư cô Tịnh Nhân là những bức hình chụp các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể của một người phụ nữ nhưng không có phần đầu và tứ chi. Những bức hình được cho là tin nhắn của thầy Đạo Quảng cũng là những đoạn tin không có tên cũng như dấu hiệu hình ảnh của người gửi. Cái đó là năm 2020 là lúc mà cái chuyện mà cái thích mới xịt nó mới xảy ra đó. Thì có mời thầy tới nhà. Em thưa thì thầy không có xác nhận cái thích message đó là của thầy, nhưng mà thầy im lặng, thầy cũng không có nói, không có phản đối. Mà lúc đó là tất cả mọi người muốn giữ lại một cái ngôi chùa để cho cứ nghĩ là cái mình không muốn chia rẽ cái cộng đồng á, cho nên là đồng ý với thầy là tìm cách nào mà đỡ cái chuyện đó nó lắng xuống đó, cho nên là không giải quyết được gì hết, mình cứ tìm cách để cái chuyện đó nó bỏ qua để mình giữ lại cái cộng đồng ở đây, cái cộng đồng người Việt của mình để đi chùa, giữ lại ngôi chùa cho tất cả mọi người. Nhưng mà cho tới sau 2 năm thì cái chuyện đó nó lại xảy ra nữa. Em không có dàn xếp được, thầy với anh Tội không có mất tin tưởng với nhau á, cho nên là mới xảy ra chuyện như vậy. Thì đó là những cái gì em biết thôi. Thời điểm đó là có thầy Tịnh Nhân với cô Khánh Nhân liên quan cũng phải đi vì vấn đề thách đúng không? Khánh Nhân, cô Tịnh Nhân. Thì cái thầy Khánh Nhân với cô Tịnh Nhân thì rõ ràng trong cái thách nó xịt rồi. Đó là tụi con đồng ý là nói nên đỡ sư cô với thầy Khánh Nhân rời khỏi chùa để cái chuyện đó nó dàn xiết, nó lắng xuống. Nhưng mà thầy Đạo Quảng thì giữ lại. Nhưng mà lúc đó là không có biết thầy Đạo Quảng có dính líu với sư cô Tịnh Nhân. Chỉ sau này nghe cái message đó với nghe cái audio thì mới biết rõ. Nhưng mà cái lúc mà những cái message mà hẹn hò này kia kia nọ thì thầy không phản đối là không phải của thầy, mà thầy cũng không có, có khẳng định là của thầy, im lặng. Thì cái im lặng đó thì mình không biết. Có những cái lời mà đồn đoán về cái mối quan hệ giữa thầy Đạo Quảng trụ trì với một sư cô đã từng ở đây xong rồi, rồi cũng giống như là có một cái, nếu mà nói như người bình dân ở ngoài đời là giống một cái mối tình tay ba như vậy đó, thì sư cô nghĩ điều đó có thể xảy ra không? Cái này khó nói, bởi vì sao? Tăng Ni sống chung, thầy là người lớn ở bên Tăng, cô Quảng là người lớn ở bên Ni. Thì thí dụ như chuyện mà của Tăng Ni trẻ sống chung mà có chuyện là nó không tốt với nhau, thì hai vị đó cũng được chúng nhắc nhở, thầy trụ trì cũng nhắc nhở. Rồi cuối cùng thì hai vị đó cũng đã đi ra rồi. Thì cô nghĩ cái đó thì nó cũng không có cái gì mà để mà mình nói là người này với người kia hết, thành ra có thấy khó mà tin được.
bản thân cô khó mà tin được. Dạ. Vị thầy ở đây, có vị nư cô, thì cá nhân anh á, anh tin vào những cái điều đó như thế nào? Cái này thì cũng rất là buồn cười, là vì nếu ai mà biết cộng trừ nhân chia, mà biết có một cái common sense một xíu thì nhìn vào cái vấn đề á, là mình có thể verify cái nào nó đúng, cái nào nó sai. Đó. À, cá nhân em á, thì lúc ban đầu á, em cũng rất là ngạc nhiên. Nhưng mà khi em nhìn vào cái vấn đề á, à, căn cứ vào giấy tờ, à, em có thể hiểu là cái chuyện này nó rất là vô lý trên nhiều cái mặt, cũng như là luật pháp, cũng vào cái khía cạnh mà phải nói là rất ư là vô duyên, mà nó có mang cái một cái tính chất mà cũng quá ư, nó cái personal và nó petty, chứ không phải một cái gì mà đáng kể để mà có thể mà ra tòa mà kiện tụng vân vân. Nhưng mà too late. That's... À, là một người xuất gia, à, và ngay ở trong chùa này thì lại xảy ra một cái vấn đề mà nếu mà nói theo những người đi tu á, thì nó phạm giới. Đó là nó xảy ra một cái tình cảm giữa một Nico và một vị thầy. Thì là một người đi tu thì thầy nhìn nhận cái vấn đề đó như thế nào ạ? Cái vấn đề mà nói là tình cảm nó xảy ra giữa một vị sư cô với một thầy á, thì thầy hoàn toàn thầy không biết rõ nó, câu chuyện nó như thế nào. Chỉ là bên ngoài thông tin truyền thông và báo chí họ đưa lên thì thầy nghe và nghe như vậy thôi. Nhưng mà khi sống chúng á, thì quý thầy chỉ sống chúng giữa tình người và người thôi. Mặc dù là giới luật cấm là ni chúng với tăng chúng mình có thể gần gũi nhau nhiều, nhưng mà khi sống chúng thì mình cùng sinh hoạt chung, cùng làm việc chung, thì nó sống chung với nhau đó là điều bình thường. Bởi vì giống ở đấy á, là thời điểm đó thì nó cũng có internet, mà quý sư cô thì phải cần học và cần có internet, thì phải cần phải qua đây để học. Thì quý thầy, bởi vì trong đó là cái nơi mà để lấy nước, lấy nón, lấy mọi cái để mình sinh sống hàng ngày, mình uống, mình ăn, mình này kia, thì đôi khi mình ra vô, mình đụng chạm, mình nói chuyện rồi thôi, thì thầy chỉ thấy bình thường thôi. Còn những cái mà như người ta đồn thấy cái này cái nọ, thầy chưa bao giờ thấy, thầy chỉ nghe thôi, chưa bao giờ thấy. Nhưng mà với thầy thấy thầy có gì cả. Còn theo luật của nhà Phật á, một người tu sĩ phạm giới á, thì họ phạm trong cái bốn cái giới mà căn bản nhất là phạm gọi là trồng giới đó, thì người đó có thể tạm thời ra đời lại, rồi mình có thể về lại, mình tu tiếp, nó không có vấn đề gì, nó không có phải gì là lợn láo, là này kia cả. Đôi khi mọi người thấy nó lợn láo, nên mọi người làm cho nó lợn. Nhưng thời Đức Phật vậy, vì tỳ kheo họ ráo vô tới 7 lần. Đức Phật con, thì lúc đó Đức Phật mới chế giới, thì đó. Đúng là những cái chuyện của chư Tăng Ni đó, về mặt giới luật là thầy không có được nói, bởi vì cái đó nó vi phạm cái nguyên tắc ở trong nhà Phật. Chuyện của quý thầy, quý cô là chuyện nội bộ thì nên nói trong nội bộ. Nhưng mà vì cái câu chuyện này nó hơi đặc biệt, nó đã lan tỏa ra ngoài cộng đồng, thì thầy chỉ xin được nói những gì thầy biết. Vào khoảng cái thời điểm đó, tháng 6, tháng 7 gì đó của năm 2020 đó, thì có hai thành viên trong ban hộ trì Tam Bảo mời thầy thẳng tới nhà riêng của họ. Thì tổng cộng là 4 người, thầy nữa là 5. Họ nói bây giờ con muốn đi thẳng vào vấn đề, là họ có nhận một số email, và trong cái email là đặc biệt một vị tăng, một vị ni đang sống ở chùa, là có những cái tin nhắn qua lại, có những cái hình ảnh rất là tệ, rất là xấu, nhất là nó hoàn toàn không chấp nhận được, vân vân. Và trong đó cũng có một vài cái tin nhắn của thầy liên quan đến sư cô đó, nhưng mặc dù nó không có nặng lắm, nhưng mà nó cũng không thích hợp trong cái giờ giấc tin nhắn, vân vân. Nói thì nói về thôi chứ thầy cũng không thấy, nhưng mà thầy đón nhận cái điều đó, bởi vì thầy tin họ là trong một tinh thần xây dựng. Thì thầy còn nói là thôi thì thầy nhận đây với tất cả những cái sự cảm ơn, và trong tinh thần xây dựng thì thầy trở về chùa và hứa sẽ nói chuyện với hai vị đó, và cũng đưa ra một cái tinh thần là giải quyết để cho hai vị đó rời chùa vào tháng 7 2020, tìm một cái không gian họ
để reflection, để sám hối theo cái tinh thần của đạo Phật. Bởi vì thầy có tai nghe, không có mắt thấy, nhưng mà đó là như cái nguồn tin đó. Thì khi thầy về chùa đó thì thầy mời cả hai vị thầy nói chuyện, và thầy chỉ không có áp đặt họ, thầy chỉ nói là cái thông tin ở bên ngoài là như vậy, thì tôi chỉ chia sẻ như vậy. Thì cả hai họ xin được rời chùa, thầy nhớ là cái sư cô xin rời chùa trước, rồi cái vị thầy xin rời chùa sau đó tuần gì đó. Đầu tháng 8 2020 thì có một cuộc họp chung giữa tất cả quý thầy, quý cô còn lại với Phật tử, không có nói về chi tiết những cái chuyện trong tin nhắn hay này kia nọ, nhưng mà chỉ nói cái câu chuyện tổng thể là như vậy. Và đó là một cái ngày sinh hoạt nó cũng rất là nặng nề, buồn nữa là khác. Thì sau cái buổi sinh hoạt đó xong thì thầy cũng xin nhận cái trách nhiệm chung, bởi vì mình bảo lãnh quý thầy, quý cô ở trong chùa, họ là những con người thì có thể cái chuyện phát sinh tình cảm là cái chuyện cũng thể tránh khỏi. Thầy nghĩ như vậy, nhưng mà cách giải quyết thì để cho họ có một cái tương lai, họ còn tu tập, và cái việc đó đã được giải quyết một cách rất là chân tình, rất là thẳng thắn ở trong chánh điện. Luôn có cả một cái đại chúng Phật tử trong cái thời điểm đó, thì mỗi chủ nhật thầy nghĩ nó cũng phải từng trên dưới 80 người thôi chị. Thì câu chuyện đó là thầy có biết, là biết như vậy, nhưng mà thầy không có thực sự biết là nó đúng như thế nào, nó sai như thế nào, và trong những cái hình ảnh đó ra làm sao. Thì thầy, tại vì thầy cũng chơi cái mạng xã hội, thành ra thầy không có biết. Như vậy là lúc mà thầy được mời đến gặp bốn người kia đó, thì họ chỉ thông báo cho thầy thôi, chứ họ không có đưa cho thầy xem email mà họ nói. Nhưng mà thầy trust họ là bởi vì thầy nghĩ là họ là những người Phật tử làm việc trong ban hộ trì Tam Bảo, và họ đi chùa, và khi họ nói thì họ nói trong một tinh thần rất là thẳng thắn, rất là xây dựng. Thì thầy tin cái điều đó, cho thầy cũng không có cần phải hỏi đi hỏi lại. Đến nay, những tin nhắn được cho là của trụ trì Thích Đạo Quảng gửi cho một Nico có tên là Tịnh Nhân, liệu có thật hay không thì không ai có câu trả lời một cách chính xác. Bởi lẽ, như cô Nhã Huỳnh là người có mặt tại buổi họp với thầy Thích Đạo Quảng vào tháng 7 năm 2020, không nhớ rõ có đưa cho thầy trụ trì xem các tin nhắn hay không. Nhưng như cô nói, thầy không nhận cũng không phản bác khi được nhắc tới. Qua điện thoại nói chuyện với chúng tôi, ông Hầu Ngọc Toại, từng là thành viên ban quản trị trong suốt 18 năm, cũng là chồng của cô Nhã Huỳnh, cũng có câu trả lời tương tự, rằng thầy không thừa nhận cũng không phản bác. Với cô Elizabeth, cô cho rằng từng nhắn tin cho thầy Thích Đạo Quảng để nói về vấn đề này vào năm 2020, nhưng thầy Đạo Quảng không phân bua phản bác, mà chỉ trả lời rằng thầy xin cảm ơn. Hành động không giải thích này của thầy trụ trì được cô Elizabeth cho rằng là sự thừa nhận. Tuy nhiên, theo lời kể của cô Elizabeth, email này là của một người trong lúc sửa điện thoại giùm một Nico đã tình cờ tìm thấy những hình ảnh và tin nhắn từ Viber nên đã sao chép lại và gửi ra cho một số Phật tử. Nhưng đến nay, chưa thấy ai lên tiếng về tính chính danh của hành động này. Bởi việc tự ăn cắp hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác để phát tán mà không có sự đồng ý của chủ nhân là hành động vi phạm cả về tội hình sự lẫn dân sự. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những gì chúng tôi tìm hiểu được khi đi tìm thực hư của lời cáo buộc trụ trì Thích Đạo Quảng là một Nico có bầu. Kính mời quý vị cùng đón xem kỳ 3.